Chào các bạn, tôi là Brandon Fernandez và tuần này tôi ở Trung Quốc. Với dân số hơn 1,3 tỷ người, Trung Quốc dường như là nơi cuối cùng trên trái đất đang cần một sự bùng nổ về dân số. Nhưng ở đây tại Thượng Hải, thành phố đang già hóa với tốc độ chưa từng thấy. Trong thời gian chỉ 10 năm nữa, hơn 1/3 số người dân có thể trên 60 tuổi. Điều đó có nghĩa Thượng Hải đang lão hóa nhanh hơn nhiều so với Nhật Bản. Trong khi hầu hết các nước khác giải quyết tình trạng dân số lão hóa với chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh, vấn đề ở Thượng Hải phức tạp hơn nhiều. Vấn đề nảy sinh từ quá trình thực hiện chính sách một con của Trung Quốc. Chính sách một con được giới thiệu vào năm 1979 với mục tiêu giảm tỷ lệ sinh từ 2,9 xuống một mức bền vững hơn là 1,7 tính trên mỗi gia đình. Các quan chức cho rằng nó đã ngăn ngừa 400 triệu ca sinh, nhiều hơn gần 100 triệu so với toàn bộ dân số nước Mỹ. Chính sách một con được tung hô như là một cách duy nhất để Trung Quốc cải thiện đời sống cho dân số đang bùng nổ của mình. Trong 3 thập kỷ, số người trong độ tuổi làm việc của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn so với tổng dân số. Lượng lao động dường như vô tận này là sức mạnh chính đằng sau phép lạ kinh tế của Trung Quốc. Nhưng trong thời gian 15 năm, Trung Quốc sẽ bắt đầu chứng kiến mức giảm 10 triệu người lao động mỗi năm. Và việc lão hóa nhanh chóng của Trung Quốc đã xuất hiện ở Thượng Hải. Trở lại những năm 1980, Thượng Hải đã đi đầu trong việc thúc đẩy việc kết hôn và sinh con muộn. Cùng với sự tuân thủ nghiêm ngặt chính sách một con và tuổi thọ dài hơn, Thượng Hải hiện là thành phố nhiều người cao tuổi nhất của Trung Quốc. Theo hồ sơ của chúng tôi, có khoảng 3,15 triệu người già hơn 60 tuổi, chiếm khoảng 22% tổng dân số của chúng tôi ở Thượng Hải. Nếu không có biện pháp gì để giải quyết vấn đề này, chương trình bảo vệ người già hiện nay sẽ gia tăng áp lực trong thời gian dài. Lực lượng lao động địa phương sẽ bị ảnh hưởng theo thời gian. Nếu không đưa nhân lực bên ngoài vào, với tình trạng thiếu lao động và những căng thẳng trong hệ thống y tế và phúc lợi, Thượng Hải thấy mình cần nhiều trẻ em hơn, mặc dù đây đã là thành phố đông dân nhất của Trung Quốc. Trong thực tế, trước đó, chính sách một con đã bắt đầu nới lỏng, các cặp vợ chồng đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt được phép có đứa con thứ hai. Chính sách hai con áp dụng đối với những cặp vợ chồng đang sống trong thành phố và cả hai đều là đứa con duy nhất trong gia đình. Và những cặp vợ chồng đang sống ở nông thôn với một người là con duy nhất trong gia đình. Đối với các cặp vợ chồng tái hôn, thậm chí nếu bạn đã có một đứa con, nếu người hôn phối của bạn trong cuộc hôn nhân thứ hai chưa có con, bạn được phép sinh thêm con. Trợ cấp cho đứa con thứ hai thực sự là một phần của chính sách kiểm soát dân số trong những năm 1980. Tuy nhiên, ảnh hưởng của một số quy định, chẳng hạn như cho phép các cặp vợ chồng mà cả hai đều là con duy nhất được có con thứ hai, bây giờ mới phát huy tác dụng với hàng triệu trẻ em là con một đạt độ tuổi sinh đẻ. Chính sách một con đã gây nhiều tranh cãi, do đó bất kỳ dấu hiệu nào của sự đảo chiều có thể được các nhà chức trách xem nhẹ. Nhưng đối với những cặp vợ chồng đủ điều kiện, thông điệp mới được gửi đến một cách rõ ràng: hãy sinh thêm con nếu bạn có thể. Tôi cảm thấy rất may mắn có được quyền lựa chọn sinh con thứ hai. So với thế hệ cha mẹ của tôi, dân số đất nước quá lớn và điều đó gây căng thẳng cho nền kinh tế. Là người Thượng Hải bản địa, Dĩ Đình 31 tuổi và Tiểu Xuân 30 tuổi có vẻ là ứng cử viên lý tưởng cho việc sinh ra những đứa trẻ. Anh đang làm việc tại một công ty đa quốc gia, trong khi chị có công việc ổn định trong một cơ quan dân sự. Nhưng hiện nay, việc chăm sóc đứa con là ưu tiên hàng đầu của họ.
Tiểu Xuân đã quay trở lại nơi làm việc 2 tháng sau khi sinh, nhưng thấy mình không ngừng lo lắng liệu mẹ của cô có thể chăm sóc cho em bé được không. Mặc dù có mức lương cao hơn chồng, cô vẫn quyết định ở nhà chăm con. Là những người mới làm cha mẹ, hai bạn đã trải qua những thay đổi nào? Tôi từng là một người rất vui vẻ và có nhiều bạn bè, nhưng sau khi tôi ngừng làm việc, tôi cảm thấy ngại ngùng. Tôi không muốn hòa nhập với xã hội. Tôi đã dành hầu hết thời gian ở nhà với con cái. Đó là một giai đoạn rất khó khăn của cuộc đời tôi. Chỉ còn một nguồn thu nhập duy nhất. Cặp vợ chồng trẻ tính toán lại tất cả các chi phí, bao gồm cả việc hoãn mua nhà riêng. Bây giờ họ nhờ cả cha mẹ hai bên tham gia chăm sóc cho em bé. Tiểu Xuân trở lại làm việc sau 2 năm gián đoạn. Những khó khăn vất vả khi làm cha mẹ, thu xếp chăm sóc đứa con và khả năng chi trả có vẻ như phổ biến ở khắp Thượng Hải. Thượng Hải có tỷ lệ sinh rất thấp, 0,83. Bằng một nửa tỷ lệ ở phần còn lại của Trung Quốc. Ngoài các chi phí thực tế của việc nuôi con, vợ chồng cũng phải vật lộn để tìm thấy điểm chung khi nói đến việc cho đứa con duy nhất của họ một sự khởi đầu trong cuộc sống. Tôi thường đọc sách cho con tôi và hát các bài đồng sao bằng tiếng Anh với cháu, nhưng chồng tôi lại thường tung cháu lên xuống. Với tôi, hành động này không hề hỗ trợ cho sự phát triển của cháu. Tôi cảm thấy điều này là quan trọng đối với một đứa trẻ. Cháu nó sẽ không có cơ hội được hạnh phúc như vậy khi bắt đầu làm việc hoặc học tập. Tôi nghĩ con tôi nên tận hưởng cuộc sống trong những năm ngắn ngủi này. Cháu sẽ có một thời gian khó khăn trong tương lai. Tôi không muốn cháu bị thua thiệt trong tương lai. Mặc dù có các khoản phụ cấp cho đứa con thứ hai, có vẻ như cảm ơn nhưng không cần là câu trả lời thông thường của các cặp vợ chồng. Những lo lắng lớn nhất của họ là viễn cảnh con mình phải cạnh tranh quá sớm trong một cuộc đua khắc nghiệt. Sự cạnh tranh thường bắt đầu ở một nơi như thế này, nơi trẻ em được đặt lên một đường đua tốc hành, một chương trình cao học dành cho thiếu nhi. Cư dân Thượng Hải như Dĩ Đình và Tiểu Xuân sống ở thành phố đông dân nhất của Trung Quốc. Nhưng trong con mắt của các nhà chức trách, dường như vẫn có chỗ để nhồi nhét thêm. Thượng Hải đang nhanh chóng lão hóa. Để thúc đẩy tỷ lệ sinh, chính phủ khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ, những người đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, có một đứa con thứ hai. Tôi muốn biết các cặp vợ chồng đủ điều kiện nghĩ gì về điều này. Vì vậy tôi tham gia vào nhóm những người bạn học trung học cơ sở này, nhóm gặp gỡ hàng tuần. Hầu hết các bậc cha mẹ trẻ này là sản phẩm của chính sách một con của Trung Quốc, lớn lên trong thế hệ của họ như là những hoàng đế nhỏ. Họ quá quen thuộc với sự quan tâm và những tiện nghi xa hoa dành cho mình. Bây giờ hầu hết trong số họ đáp ứng các tiêu chí cho việc có một đứa con thứ hai. Liệu họ có thực sự sinh con thứ hai không? Tôi lưỡng lự về việc sinh con thứ hai. Cân nhắc của tôi không dựa trên tình hình tài chính của chúng tôi hoặc theo chính sách của chính phủ. Mối quan tâm của tôi là tôi không có khả năng để có thể yêu thương các con như nhau. Làm như vậy tôi có thể gây tổn hại đến đứa con không nhận được nhiều tình yêu như đứa còn lại. Với hai con, tôi sẽ cưng chiều một đứa hơn. Tôi thực sự muốn có một đứa con thứ hai. Nếu luật cho phép, tôi muốn 3, 4 hoặc 5 con. Tôi thích cảm giác có nhiều trẻ em trong gia đình. Tôi muốn có thêm con vì nó có thể đa dạng hóa rủi ro. Trẻ con sẽ bị ốm, chúng có hiếu thảo không, có thành công không. Nếu bạn có thêm con, chắc chắn sẽ có một đứa hoàn hảo. Niềm hy vọng lớn lao mà các bậc cha mẹ Trung Quốc đặt vào con cái của họ có thể được tìm thấy trong một câu nói: mong cho con trai trở thành rồng và con gái thành phượng hoàng. Những đứa trẻ này có thể là chưa ý thức được điều đó, nhưng dù muốn hay không, chúng đã ở trong một cuộc đua khốc liệt. Đối với một số phụ huynh, điều đó có nghĩa không bao giờ là quá sớm cho con cái họ bắt đầu làm việc hướng tới một tấm bằng MBA. Đây là một lớp học nghệ thuật biểu diễn trong một chương trình MBA cơ sở. Là một diễn viên, tôi quyết tâm không để thua những đứa trẻ mẫu giáo. Cao Minh có một lịch trình gần kín mít như với cha mẹ của mình. 6 tháng trong chương trình,
cậu đã học qua các môn cơ bản là tiếng Anh, khoa học tự nhiên, công nghệ và nghệ thuật sáng tạo. Và vấn đề là cậu ấy mới 5 tuổi. Mục tiêu chính của chúng tôi cho khóa học này là xây dựng các kỹ năng cốt lõi của trẻ. Chúng tôi có 6 kỹ năng cốt lõi, ví dụ như khả năng xử lý thông tin, sáng tạo, phát triển lành mạnh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo và để có thể làm việc tốt trong một nhóm, tương tự như những yêu cầu cần thiết cho một khóa học MBA. Trường học trẻ tốc hành đầu tiên của Trung Quốc được thành lập vào năm 2004. Ngày nay có hơn 40 chi nhánh chỉ riêng ở Thượng Hải. Điều đó phản ánh cơn thèm khát về một sự khởi đầu cho trẻ em trong các môn học đa dạng như chiêm tinh học, văn học và kinh tế. Cháu có thích tham gia lớp học ở đây không? Cháu thích. Tại sao? Bởi vì các khóa học có thể truyền đạt nhiều kiến thức cho cháu. Cháu luôn giơ tay khi giáo viên đặt câu hỏi. Tại sao vậy? Cháu muốn trả lời thêm nhiều câu hỏi. Cháu có thích học tiếng Anh không? Tiếng Anh ư? Cháu không thích. Tại sao? Bởi vì tiếng Anh khó lắm. Chú lại nghĩ tiếng Trung Quốc mới khó. Tôi chỉ ngồi 1:30 trong chương trình MBA này, và hôm nay họ bàn về nghệ thuật biểu diễn. Họ đã học những thứ như ballet, opera và sân khấu. Tôi là một diễn viên, tôi đã học những điều này khi tôi 17 tuổi. Những đứa trẻ này mới 4 hoặc 5 tuổi. Tôi không chắc lắm về cảm giác của mình với điều đó, nhưng bạn thân của tôi trong ngày, Cao Minh, thực sự có vẻ thích thú. Cậu ấy trả lời tất cả các câu hỏi, rất hoạt bát. Cậu ấy rất quyết đoán. Tôi thực sự có thể thấy điều này sẽ giúp ích cho cậu sau này trong cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về cuộc sống bận rộn của một cậu bé 5 tuổi, tôi quyết định đi theo Cao Minh về nhà. Cao Vũ, 38 tuổi, cha của cậu bé, làm việc tại một công ty đa quốc gia, trong khi mẹ của cậu, Lưu Vân, 37 tuổi, là một kiến trúc sư. Cao Minh hiện đang học năm thứ 2 ở trường mẫu giáo, với các lớp học từ 9 đến 16 giờ. Thêm vào đó, cậu học đàn piano và tham gia các lớp học tại trường năng khiếu mỗi tuần một buổi. Tôi không thể không tự hỏi, cậu bé 5 tuổi có bị quá tải hay không? Ban đầu chúng tôi không nghĩ về việc đăng ký khóa học. Chúng tôi đã phải suy nghĩ nhiều vì khóa học sẽ kéo dài trong 2 năm. Tôi đã tham dự một buổi giới thiệu về khóa học và thấy rằng chương trình 2 năm có cấu trúc đa dạng. Chúng tôi không chọn nó vì cái mác MBA mà là vì cách khóa học được thiết kế. Có sự liên tục và tôi nghĩ rằng sự tiến bộ về kiến thức là điều trọng tâm. Lý do quan trọng khác là cháu nó quan tâm đến khóa học. Cháu mong chờ các bài học hàng tuần. Tôi phải thừa nhận, thay vì có vẻ căng thẳng do lịch học, Cao Minh dường như phát triển tốt với tất cả các kích thích mà cháu đang nhận được. Nhìn chung, Cao Minh đã có một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, với tài chính ổn định. Bố mẹ cậu có vẻ là ứng cử viên chính để sinh một đứa con thứ hai. Nhưng sau đó, chính sách lại chống lại họ. Tôi nghĩ tình hình khá khó khăn. Các gia đình như chúng tôi có khả năng và mong muốn sinh con thứ hai, nhưng chúng tôi không đáp ứng được các tiêu chí. Nhìn từ quan điểm chăm lo cho thế hệ tiếp theo, những người có thể nuôi con cũng nên được phép, nhưng đó không phải là tiêu chí để xem xét. Tôi nghĩ chính sách quá cứng nhắc. Trong khi Lưu Vân và Cao Vũ không đủ điều kiện sinh con thứ hai theo luật hiện hành, Dĩ Đình và Tiểu Xuân lại đủ điều kiện. Là đứa con duy nhất, họ đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình khao khát có một anh chị em để chia sẻ cuộc sống. Tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường hỏi mẹ tại sao tôi không có em trai hoặc em gái. Mẹ nói rằng ban đầu tôi đã có một em trai, tuy nhiên mọi người thời đó muốn nổi trội trong sự nghiệp của họ. Nếu họ đi ngược lại chính sách của đất nước và có đứa con thứ hai, sự nghiệp tương lai của họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó họ phá thai,
Tôi hỏi mẹ có hối hận về quyết định đó không? Nhưng mẹ không có vẻ hối hận, giải thích rằng trái tim và tâm trí của mình hướng vào công việc và phải tuân theo chính sách. Tuy nhiên tôi cảm thấy hối tiếc về điều đó. Bây giờ chính phủ đã thay đổi chính sách này. Tôi sẽ rất vui mừng khi có đứa con thứ hai. Số con mà một cặp vợ chồng mong muốn là một quyết định cá nhân. Nhưng ở Trung Quốc, quyết định cá nhân đó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, môi trường, y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. Việc nới lỏng các quy định kiểm soát dân số sẽ giúp giảm bớt những cơn đau lão hóa của các thành phố như Thượng Hải. Hay Thượng Hải đã có nguồn cung tuổi trẻ mà nó cần. Dân số Thượng Hải đã giảm trong 17 năm. Để giảm tác động đến năng suất kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội, các cặp vợ chồng đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt được phép có 2 con. Trong thực tế, Thượng Hải đã giữ vai trò là trung tâm kinh tế sôi động với 5 triệu người lao động nhập cư từ khắp Trung Quốc. Những lao động nhập cư này chiếm 25% tổng dân số Thượng Hải. Lao động nhập cư không chỉ mang năng suất đến Thượng Hải. Có tới 400.000 trẻ em nhập cư đã định cư ở Thượng Hải cùng với cha mẹ của mình. Những trẻ em này có thể giúp bù đắp sự thiếu hụt nhân lực lao động trong tương lai. Tuy nhiên, các gia đình nhập cư như Lý Bác phải đấu tranh chống lại các trở ngại để định cư ở đây. Lý Bác, 31 tuổi, đến từ An Huy. Anh làm lái xe giao hàng, trong khi vợ anh làm 2 công việc là thu ngân trong siêu thị và giúp việc gia đình bán thời gian. Anh gặp những khó khăn gì khi nuôi vợ và con ở đây? Chúng tôi phải đối mặt với các vấn đề khi lần đầu tiên đến Thượng Hải. Con của chúng tôi đến vào tháng 6, nhưng trường học bắt đầu vào tháng 9. Chúng tôi đã cố gắng tìm một trường học cho cháu. Chúng tôi đang chạy xung quanh hàng ngày, rất khó tìm một trường học. Tình trạng thiếu trầm trọng các trường công lập, giá cả phải chăng và có chất lượng chỉ là một trong nhiều vấn đề các gia đình nhập cư phải đối mặt. Ở Trung Quốc, quyền hưởng các lợi ích cơ bản được xác định theo hộ khẩu hoặc nơi đăng ký hộ gia đình. Hộ khẩu của Lý Bác được đăng ký theo tỉnh quê nhà An Huy, giống như vợ và con trai của anh. Kết quả là Lý Bác chỉ có thể hưởng các phúc lợi xã hội ở An Huy. Có rất ít hoặc không có phúc lợi xã hội cho anh và gia đình ở Thượng Hải vì họ không được đăng ký như một hộ gia đình hợp pháp ở đây. Vì vậy, Lý Đôn Giao, 6 tuổi, là con trai của một công nhân nhập cư, không đủ điều kiện hưởng mức độ chăm sóc y tế và giáo dục như dành cho những trẻ em có hộ khẩu Thượng Hải. Trẻ em địa phương tại Thượng Hải sẽ được hưởng bảo hiểm y tế. Bảo hiểm sẽ chi trả một nửa các hóa đơn y tế của họ. Người ngoài như chúng tôi phải trả mức giá đầy đủ. Vài ngày trước, con tôi bị cảm lạnh. Ngày này một lần đi bệnh viện vì cảm lạnh có thể mất 400 đến 500 tệ. Chúng tôi phải trả tiền cho tất cả mọi thứ. Kết quả là chúng tôi lo lắng nếu con bị ốm. Làn sóng đang thay đổi. Mặc dù là dần dần, cho các gia đình nhập cư ở Thượng Hải. Nhận ra những đóng góp cho lực lượng lao động, chính phủ đã có những bước cải cách về hộ khẩu hoặc hệ thống đăng ký nhân khẩu để đảm bảo tiếp cận bình đẳng hơn đối với các lợi ích. Điều đó giúp đảm bảo đủ chỗ học cho con em công nhân nhập cư. Một số người như giáo sư Lý tin rằng có thể làm nhiều hơn nữa cho bộ phận dân số lớn nhiều tiềm năng này. Đó là một đề xuất đơn giản. Tiếp nhận 5 triệu người nhập cư ở đây bằng cách cho họ có hộ khẩu Thượng Hải sẽ là một lựa chọn khả thi để khuyến khích tỷ lệ sinh cao. Bất kể bạn có hộ khẩu Thượng Hải hay không, tất cả mọi người nên có quyền hưởng các lợi ích xã hội. Với các lợi ích y tế cũng vậy. Nếu bạn có một công việc và nhà ở đây, bạn có thể định cư ở đây. Miễn là tôi mua một căn nhà và có một công việc ở Thượng Hải,
Điều đó khiến tôi là một người đóng thuế ở đây. Nhưng quan trọng nhất là cho trẻ em đi học ở một trường học gần đó. Vấn đề lớn nhất lao động nhập cư phải đối mặt là vấn đề giáo dục con cái. Tôi có thể làm việc và sinh sống ở đây, nhưng không có hộ khẩu. Con tôi phải đi học ở nơi đăng ký ban đầu. Nếu tôi sống ở khu vực phố Đông, thì con tôi nên đi học ở khu vực này. Cần có quy định như vậy. Cuối cùng là cần có mẫu nhận diện duy nhất, đó là thẻ nhận dạng. Miễn là tôi có thể đáp ứng 3 yêu cầu đầu tiên, tôi không phải lo lắng về việc đi bất cứ nơi nào. Một, hai hoặc nhiều hơn, mỗi đứa trẻ được sinh ra, mỗi quyết định cá nhân đều có thể tác động đến cả cơ cấu xã hội. Một điều chắc chắn là, việc đảo ngược chính sách một con cần có thời gian mới phát huy tác dụng. Trong khi các bậc cha mẹ cân nhắc những kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, trước những cơ hội và chi phí cho cuộc sống ở đất nước đông dân nhất thế giới này.